Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cbiz. Các bạn thân mến, mới đây thì truyền thông Hoa ngữ đưa tin rằng Phùng Thiệu Phong cảm thấy bực tức, khó chịu khi vợ tham gia show Nhà hàng Trung Hoa mùa thứ tư. Thậm chí anh còn không muốn Triệu Lệ Dĩnh tham gia show này. Vậy, cụ thể lý do là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Lý do cụ thể là vì con trai của hai người còn quá nhỏ, Phùng Thiệu Phong mong Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn là mải mê chạy show kiếm tiền. Phùng Thiệu Phong cảm thấy như hai vợ chồng đang nợ con trai. Tiền lương của người nổi tiếng khi quay các show thực tế cao hơn người bình thường rất nhiều lần, tuy nhiên áp lực của họ cũng chẳng hề nhỏ. Nhiều người vì hoạt động showbiz mà bị tách khỏi gia đình trong nhiều năm để có được hào quang của sao hạng A, đa phần các nghệ sĩ đều đánh đổi bằng cách này hay cách khác. Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh yêu nhau từ khi đóng chung các phim Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc và Mình Là Chuyện. Từ khi kết hôn tới nay, cuộc sống riêng tư của hai người luôn là chủ đề được bàn tán rất nhiều. Trước đó không lâu, Phùng Thiệu Phong cũng quay trở lại trường quay làm việc. Tuy nhiên, nam diễn viên bị cho là đã xuống sắc khi để lộ mái tóc trắng và làn da không được căng bóng mịn màng như ở hình ảnh chỉnh sửa bằng Photoshop. Riêng Triệu Lệ Dĩnh, khi tham gia Nhà hàng Trung Hoa mùa thứ tư, cô lại được khen ngợi về nhan sắc thăng hạng. Nữ diễn viên liên tục diện trang phục trẻ trung và khoe vòng eo nhỏ nhắn. Dù người khá gầy gò, song Triệu Lệ Dĩnh lại gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn và thần thái rạng rỡ. Mới đây, các fan của Triệu Lệ Dĩnh khi có mặt tại phim trường quay show Nhà hàng Trung Hoa đã được chụp lại những hình ảnh mới của cô nàng, không còn ê ấp kín cổng cao tường như trước. Giờ đây, bà mẹ bỉm sữa táo bạo hơn một chút khi diện áo ngắn khoe khéo vòng eo thon gọn. Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây sốt không kém khi ngày càng xinh đẹp và khả ái. Không chịu khoe khéo vòng eo nhỏ, bà xã Phùng Thiệu Phong còn nhận được cơn mưa lời khen vì sự dễ thương. Cô nàng khiến ai cũng phải ghen tị bởi màn lột xác quá xuất sắc kể từ sau khi sinh con. Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh tại Nhà hàng Trung Hoa mùa thứ tư được kỳ vọng sẽ giúp cho chương trình bùng nổ rating. Từ trước tới nay, Triệu Lệ Dĩnh đã nổi tiếng là người thẳng thắn, nhiều khả năng ở Nhà hàng Trung Hoa mùa tư, cô sẽ tiếp tục có những màn bộc lộ quan điểm thú vị và hấp dẫn. Là một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh từng nổi danh nhờ vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào của mình. Cô được ưu ái chọn vào nhiều vai diễn nổi tiếng, không chỉ hot ở Cbiz mà còn là mỹ nhân châu Á đẹp có tiếng. Giờ đây, khi đã là bà mẹ một con, nữ diễn viên sinh năm 1987 này lại càng được quan tâm nhiều hơn bởi vì sở hữu vóc dáng chuẩn mực, thon gọn đáng mơ ước. Vốn luôn theo đuổi phong cách an toàn, nữ tính, mong manh trong các bộ váy công chúa, thế nhưng đôi lần Triệu Lệ Dĩnh thay đổi diện mạo bằng những trang phục gợi cảm, kiệm vải lại hút hồn không kém. Số đo 52cm là thành quả cố gắng và nỗ lực của bà xã Phùng Thiệu Phong trong việc cải thiện vóc dáng sau sinh, nỗ lực quay lại đường đua của làng giải trí. Không riêng gì Triệu Lệ Dĩnh, điểm qua hội mỹ nhân eo thon gọn của Cbiz là thấy những bà mẹ một con khác cũng không hề kém cạnh trong khoản này. Vào ngày 17 tháng 7, trên mạng xã hội Weibo lan truyền hậu trường cảnh Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Bắc ôm nhau trong phim Hữu Phỉ. Vương Nhân Bắc mặc bộ đồ màu trắng đã từng tiết lộ trong poster, còn Triệu Lệ Dĩnh rạng rỡ trong sắc đỏ. Tạ Doãn vòng tay ôm Chu Phỉ từ phía sau, còn cười vô cùng dịu dàng. Trước hình ảnh này, phần đông cư dân mạng đều khen ngợi nhan sắc của hai diễn viên. Tuy nhiên, vì Triệu Lệ Dĩnh đã là gái một con, trong khi Vương Nhân Bắc còn ít tuổi, vậy nên vẫn tạo cảm giác tình chị em hơn là một cặp đôi đích thực. Hữu Phỉ hiện tại đã đóng máy và đang trong quá trình biên tập chỉnh sửa. Được biết, bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2020 trên đài Hồ Nam và Tencent. Chúng mình là Cbiz, đừng quên like cũng như subscribe kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên dưới để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!